Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 19 giờ của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Úc giao lưu với tuyển bóng đá nữ. Động thái mới của cơ quan điều tra vụ thi thể bị đốt ở Bình Dương. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế mạnh tay sau việc phòng khám trục lợi quỹ bảo hiểm. Hai bệnh nhân tử vong trong vụ đốt phòng trọ vì ghen tại Đồng Nai. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đến Bắc Kinh nỗ lực tăng cường liên lạc với Trung Quốc. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 19 giờ ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Đội tuyển bóng đá nữ U20 Australia hôm nay tập huấn với các thành viên đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam tại Trường Quốc tế Liên Hiệp Quốc UNIS Hà Nội. Trong hoạt động có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Phạm Minh Chính và người đồng cấp Albanese bày tỏ sự vui mừng về việc đội tuyển của hai nước đều góp mặt trong Cúp bóng đá nữ thế giới 2023 sắp diễn ra. Hai thủ tướng lắng nghe kinh nghiệm và những thách thức mà các nữ cầu thủ trải qua để đạt được giấc mơ của mình. Hai đội tuyển cũng trao tặng áo thi đấu cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Albanese. Thủ tướng Albanese đến Hà Nội hôm 3 tháng 6, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam 2 ngày. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Australia kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Liên quan đến các sai phạm xảy ra tại công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức, Thủ Đức House, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, nguyên cục phó thuế thành phố Hồ Chí Minh và nguyên 17 cán bộ cục thuế thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vào ngày 6 tháng 6. Cơ quan công tố xác định Thủ Đức House có số tiền hoàn thuế tăng đột biến, doanh nghiệp bên mua và bán có quan hệ liên kết. Các cán bộ cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng không tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý thuế, không đối chiếu số liệu, báo cáo dấu hiệu bất thường trong các bộ hồ sơ, không tổ chức thanh tra để phát hiện sai phạm, vẫn thực hiện hoàn thuế trước khi kiểm tra. Là người có chức vụ cao nhất liên quan đến sai phạm, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh khai đã không thực hiện đúng quy định về hoàn thuế liên quan Thủ Đức House, khiến nhà nước bị thất thoát hơn 331 tỷ đồng. Đã hơn 11 ngày trôi qua kể từ khi phát hiện tứ chi người tại một khu đất trống trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Danh tính nạn nhân và thủ phạm vẫn chưa được xác định. Công an xác định nạn nhân là nam giới trưởng thành có chiều cao khoảng từ 1m68 đến 1m7, mất tích trước ngày 16 tháng 5. Hôm nay, 4 tháng 6, Công an tỉnh Bình Dương kêu gọi lái xe ô tô từng đi qua khu vực phát hiện một phần thi thể người, trích xuất dữ liệu camera gửi đến công an, đồng thời đề nghị công ty môi trường Bình Dương hỗ trợ tìm kiếm phần thi thể còn lại và hứa thưởng nóng cho những tin báo có giá trị. Công ty môi trường Bình Dương cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía doanh nghiệp đã chủ động đề nghị nhân viên thu gom rác trên toàn tỉnh, chú ý kiểm tra kỹ để tìm kiếm phần thi thể còn lại của nạn nhân. Liên quan đến một số cơ sở khám chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định ở Đồng Nai, hôm nay ngày 4 tháng 6, đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Bộ Y tế, đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh thành chấn chỉnh các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Cụ thể, các đơn vị thực hiện nghiêm túc luật khám chữa bệnh, luật bảo hiểm y tế, quy trình khám chữa bệnh của Bộ Y tế và nghiêm cấm các hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bộ cũng cần chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh thành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, nhất là các cơ sở y tế tư nhân. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh được xác định có hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cần giao cho Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành thực hiện xử lý nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Hôm nay 4 tháng 6 liên quan đến vụ đốt phòng trọ vì ghen tuông xảy ra ở Long Thành, tỉnh Đồng Nai, hai trong số 7 trường hợp bệnh nhân bỏng nặng đã tử vong. Hai trường hợp tử vong là các bệnh nhân 46 tuổi và 15 tuổi được Bệnh viện thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 6. Người đàn ông 46 tuổi nhập viện với chẩn đoán bỏng 90%, theo dõi bỏng hô hấp, suy hô hấp.
Còn nam bệnh nhân 15 tuổi cũng bỏng diện tích 90% cơ thể và suy hô hấp. Bệnh viện Chợ Rẫy đã cố hết sức điều trị, tuy nhiên hai bệnh nhân trên không qua khỏi sau gần một ngày nằm phòng săn sóc đặc biệt vì tình trạng quá nặng. Ngoài ra, Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đang theo dõi một trường hợp gặp nạn khác trong vụ việc. Đó là người phụ nữ khoảng 33 tuổi, bỏng diện tích 13%, kèm bỏng đường hô hấp. Bệnh nhân đang được theo dõi sát, phòng trường hợp diễn tiến xấu bất ngờ, tiên lượng dè dặt. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay ngày 4 tháng 6, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư tử vong. Thông tin ban đầu, người dân sống tại khu chung cư trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức đi tập thể dục thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh dưới khuôn viên của tòa S603 chung cư. Khi người dân chạy lại thì thấy một người đàn ông đã tử vong dưới sân chung cư. Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Danh tính nạn nhân được xác định là ông NTT, tên viết tắt, 74 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, ông T cùng con ruột thuê căn hộ sống tại tầng 19 tòa S603. Bước đầu nghi vấn nạn nhân rơi từ tầng này xuống. Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa bắt giữ hai người vận chuyển hung khí nguy hiểm từ đất liền ra Phú Quốc, dương tính với ma túy. Thông tin ban đầu, chiều 2 tháng 6 tại cảng phà Thạnh Thới, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô do ông Minh Phụng, 49 tuổi, điều khiển, chở theo bạn gái là Trần Thị Ánh Nga, 38 tuổi. Kiểm tra trên người và phương tiện, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện hai dao tự chế, một vật giống súng bắn đạn pháo và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh, hai người này đều dương tính với chất ma túy. Đây là kết quả mà Công an thành phố Phú Quốc triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án về tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn mùa du lịch. Hôm nay ngày 4 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Kháng, 36 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, An Giang, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo điều tra, Kháng lên mạng xã hội tìm người làm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên Trần Hữu Linh với giá 3,8 triệu đồng. Sau đó, Kháng dùng giấy chứng nhận giả để vay tiền ông NVM, tên viết tắt, 400 triệu đồng. Khi ông M đem hồ sơ ra bộ phận một cửa huyện Châu Phú để sang tên, thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giả nên trình báo công an. Công an tỉnh Kiên Giang hôm nay 4 tháng 6 cho biết, lực lượng công an đã phát hiện 76 nam nữ dương tính với ma túy trong một quán karaoke ở phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá. Cụ thể, rạng sáng cùng ngày, kiểm tra 12 phòng tại quán karaoke Lucy thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn karaoke Victory. Công an phát hiện có 110 nam nữ thuê phòng hát và sử dụng trái phép chất ma túy. Thấy công an kiểm tra, nhiều người tìm cách tháo chạy nhưng đã bị khống chế. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 6 gói ni lông và 13 viên nén nghi là ma túy. Test nhanh 110 người, kết quả có 76 người dương tính với ma túy. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hai đối tượng gồm Phạm Minh Kha, 37 tuổi và Hồ Phương Anh, 23 tuổi, để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Những người còn lại được bàn giao về công an địa phương để tiếp tục xử lý theo quy định. Hôm nay ngày 4 tháng 6, anh Cao Văn Thìn, sinh năm 1988, chủ trang trại chăn nuôi gà ở xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, sự cố mất điện trong sáng ngày 3 tháng 6 khiến trang trại chịu thiệt hại nặng nề. Mất điện đột ngột, khi đóng điện máy phát thay thế thì motor quạt thông gió bị chập cháy, không khí không thể lưu thông. Cộng với việc thời tiết nắng nóng, nhiệt độ chuồng nuôi tăng nhanh khiến gần 1.000 con gà sốc nhiệt lăn đùng ra chết, thiệt hại gần 100 triệu đồng. Biết tin trang trại gà của anh Thìn gặp sự cố, Hội Thiện Nguyện xã Diễn Thọ cùng làng xóm đã chung tay xử lý số gà chết, giúp anh vớt vát lại tài sản. Thông tin quốc tế nổi bật trong hôm nay sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề về Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Rittenbrink tới Bắc Kinh vào hôm nay 4 tháng 6 và sẽ thảo luận những vấn đề chính trong mối quan hệ song phương thông qua các cuộc họp vào tuần tới, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Đi cùng ông còn có Giám đốc phụ trách các vấn đề Trung Quốc và Đài Loan thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Sarah Perran. Mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang căng thẳng vì hàng loạt tranh cãi,
từ vấn đề Đài Loan đến Biển Đông hay sự cố khí cầu hồi tháng 2. Chuyến công tác của ông Gretchen Brink diễn ra sau chuyến thăm Trung Quốc vào tháng trước của giám đốc CIA William Burns. Theo một quan chức Mỹ, ông Burns đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc tình báo mở khi gặp những người đồng cấp Trung Quốc. Hôm nay ngày 4 tháng 6, trong một bài đăng trên Telegram, Thống đốc Crimea, ông Sergei Aksyonov cho biết không có thương vong về người sau sự việc, nhưng cửa sổ của một số ngôi nhà bị hư hại. Nga đã chặn đứng các cuộc tập kích bằng cách bắn rơi 5 UAV và gây nhiễu sóng 4 chiếc tấn công trượt mục tiêu. Ông nói thêm rằng, một UAV chưa phát nổ đã được tìm thấy gần một nhà dân, khiến khoảng 50 người trong khu vực phải sơ tán. Tuy nhiên, Thống đốc Aksyonov không nêu tên ai chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công này. Nga có một căn cứ không quân gần Zhanhkoy. Các quan chức Ukraine từ lâu tuyên bố thị trấn Zhanhkoy và các khu vực xung quanh đã bị biến thành căn cứ quân sự lớn nhất của Nga ở Crimea. Hồi đầu tháng trước, quan chức Nga tại Crimea thông báo lực lượng phòng không đã đánh chặn thành công hai tên lửa đạn đạo Groom 2 của Ukraine nhắm vào bán đảo. Chính quyền Crimea hồi tháng 4 cũng cho biết đã ngăn chặn một cuộc tập kích tương tự ở thị trấn Feodosia ở phía đông bán đảo. Ukraine không nhận trách nhiệm trong cả hai sự việc. Cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podolyak, vừa bình luận trên mạng xã hội Twitter rằng lộ trình của Indonesia giống như một bản đề xuất song sinh của Nga. Cố vấn Polodia nhắc lại quan điểm của Kiev rằng chỉ có một đề xuất thực tế là Nga rút khỏi lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đã đề nghị cả quân đội Nga và Ukraine rút 15 km khỏi vị trí hiện tại, tạo ra một khu vực phi quân sự được giám sát bởi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Ông cũng đề xuất tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý do Liên Hiệp Quốc bảo trợ để xác định các vùng lãnh thổ tranh chấp trong tương lai. Điện Kremlin vẫn chưa bình luận về đề xuất của Indonesia. Người phát ngôn quân đội Ai Cập, Đại tá Garib Abdel Hafez cho biết một số sự cố an ninh đã xảy ra vào sáng ngày 3 tháng 6 tại khu vực biên giới giữa Ai Cập và Israel khiến 4 người thiệt mạng. Sự cố xảy ra sau khi một nhân viên an ninh Ai Cập phụ trách đảm bảo an ninh tuyến biên giới quốc tế tiến hành truy đuổi những kẻ buôn bán ma túy. Trong quá trình truy đuổi, nhân viên an ninh này đã trượt qua hàng rào an ninh ở biên giới giữa Ai Cập và Israel và xảy ra vụ nổ súng. Hậu quả vụ đụng độ đã khiến 3 binh sĩ Israel và một nhân viên an ninh Ai Cập thiệt mạng. Ngoài ra còn có 2 người khác bị thương. Chính quyền Ai Cập đã triển khai tất cả các biện pháp tìm kiếm, kiểm tra và tăng cường an ninh trong khu vực, cũng như thực hiện các biện pháp pháp lý liên quan đến vụ việc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 19 giờ. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!